Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp. Liên hệ ngay hotline để được tư vấn. À thế này. Ông thì trẻ hơn ông thi thoảng ông liếc cái mặt của ông lên trên YouTube thành ra nhìn. Nhìn già hơn này. Nhìn trên YouTube già hơn à? Nhìn trực tiếp là trẻ. Chào cả nhà, chúng ta sẽ ngắm một cái không gian trưng bày của nhà vườn Thành Quán Toan, Hải Phòng, với rất là nhiều những cái tác phẩm đặc sắc. Trong đó thì có hai cái tác phẩm. Ngày hôm nay tôi đã phát hành cái Kim Thư Trắc Mộc, tác phẩm chính giữa là tác phẩm Ngũ Long Phú Hội. Rất bệ vệ, hoành tráng, một cái sập đá và tác phẩm trông trong bề cổ rất thần thái uy nghi. Tác phẩm này tôi cũng vừa phát hành Kim Thư Trắc Mộc. Mời quý vị chúng ta cùng ngắm nha, xem là cái tác phẩm này nó đẹp như thế nào. Đây là tác phẩm quý nhất của nhà vườn Thành Quán Toan. Cũng là một trong những cái nhà vườn lớn ở Hải Phòng. Với một tác phẩm mà có những cái cột biển thông tin như thế này đó, và lại còn cái Kim Thư Trắc Mộc như thế này, thì ban tổ chức cũng chẳng cần phải gắn thẻ luôn, cũng không cần phải đeo thẻ luôn. Chúng ta ngắm cái tác phẩm Đồng Môn Đại Trí. Đây là cái tác phẩm mà tôi đã đặt tên, ý nghĩa là một cái cây xanh chia làm hai thân, một thân trực và một thân hoành. Bố cục nó rất là đẹp, và điều đặc biệt là cái ý nghĩa cái tên của nó. Đồng Môn Đại Trí, cùng chung chi lớn, như một người thì lên cao che chở nâng đỡ người ở phía dưới, vừa là người bạn vừa là người anh em. Tác phẩm này trước đây của bonsai lễ. Và anh Thành Quán Toan giao dịch với cái giá trị cũng gần 2 tỷ tác phẩm này. Sau này về thì thay cái bệ đá, và trước đây nó có một cái vết sẹo chỗ này, à nó có một cái rễ chỗ này thì đúng hơn. Sau đó là quyết định đục cái rễ nó chéo vào đây, đục cái rễ này đi, tạo cái đường co chạy của cái thân rất là đẹp. Cái rễ ngày xưa khá là thô. Ngắm thêm một vài cái phôi và một cái số tác phẩm cũng đang hoàn thiện, những cái phôi khá chất. Phôi trực khá đẹp.
dáng làng, một cái xanh ba vai ba thân mini, một cái si Nhật, một cây xanh hoành rất già. Wow, một cây si nét cổ, cây tùng La Hán, cây hoa giấy khá điệu, cây hoa giấy Mỹ nhỏ nhỏ rất là yêu. Cây si này cũng đẹp, nhà vườn Thành Quán Toan còn rất nhiều thực phẩm đẹp. Đến đây cũng chỉ là một số rất nhỏ thôi, trong cả một cái không gian vườn đến vài trăm cây. Ở đây cũng có một cái cây siêu siêu bay bay, siêu hồi đầu, dáng rất là nghệ thuật, rất là điệu. Tôi thì rất thích những cái kiểu cây có dáng như thế này, nó khá là nghệ thuật, đường nét rất dẻo, rất mềm. Tác phẩm này cũng rất là phiêu. Ngoài những cái tác phẩm cây cảnh bonsai thì nhà vườn Thành Quán Toan còn rất là nhiều những cái bể đá, số lượng bể đá rất là lớn. Đây là những bể đá rất là quý, đẹp. Ok, ngắm một cái góc trưng bày của nhà vườn Thành Quán Toan. Hải Phòng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới. Triển lãm Ninh Bình khai mạc ngày 14 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2024. Goodbye.